Saffron kết hợp với táo đỏ là thức uống mà cả gia đình em đều rất là nghiền, bởi vì pha saffron với táo đỏ có vị ngọt thanh mà không cần đường hay là mật ong nữa ấy. Và saffron kết hợp với táo đỏ còn chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa nên là giúp bổ huyết, an thần, giải nhiệt, cực kỳ hiệu quả giúp làm đẹp da, cải thiện độ căng bóng và láng mượt của da, ngăn ngừa nám sạm cho da sáng mịn. Đây là trà saffron táo đỏ mà em vừa pha xong. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách pha một tách trà saffron táo đỏ thật là thơm ngon như thế này nhé. Đây là loại táo đỏ mà em dùng để pha trà nhé mọi người, rất là thơm luôn ấy. Cho khoảng 5 lát táo đỏ vào tách. Rót nước nóng vào, chờ 3 đến 5 phút để nước nóng làm chín táo đỏ. Thêm 7 đến 10 sợi saffron. Khuấy nhẹ và chờ 5 đến 10 phút là có ngay tách trà saffron táo đỏ cực bổ dưỡng rồi nhé mọi người. Tết nhất đến nơi rồi mà da rẻ khô sạm nó không ổn tí nào đâu ạ. Mọi người nhớ đều đặn uống saffron mix với táo đỏ để da sáng nhanh và mờ thâm mụn nha mọi người. Lại còn giúp đốt mỡ để giảm cân, nhanh lại dáng và eo ót thon gọn hơn nữa đó.